Chắc hẳn là khi nhắc tới cái tên Dennis Đặng, nhiều người vẫn chưa biết được anh là ai. Nhưng mà Thúy Quỳnh cam đoan một điều rằng khi nhắc tới tên Bạch Liên trong MV Tự Tâm thì hẳn là nhiều bạn trẻ sẽ biết đến đúng không nào? Và Bạch Liên chính là do Dennis Đặng thủ vai đó. Ngay sau đây hãy cùng với Sa360 tìm hiểu về tiểu sử đời tư sự nghiệp của anh chàng điển trai và tài năng này nha. Dennis Đặng, phù thủy hình ảnh đứng đằng sau những MV triệu view. Chàng trai con nhà người ta. Thời gian trước đây, nếu chỉ nhắc đến tên Dennis Đặng, ít người biết đây là ai. Nhưng khi nhắc đến những MV đình đám như Mời anh vào tim em của Chipu, Chị ngả em nâng của Bích Phương, Như lời đồn của Bảo Anh hay Ghen của Min song ca với Eric, hầu như khán giả trẻ nào cũng từng xem qua. Và Dennis Đặng chính là người đã góp phần lớn tạo nên những sản phẩm đó. Dennis Đặng tên thật là Đặng Đức Hiếu, sinh năm 1993. Anh được mệnh danh là con nhà người ta khi sở hữu nhiều thành tích nổi bật lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. 12 năm liền học sinh giỏi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với tấm bằng xuất sắc khoa tài chính ngân hàng. Sau đó còn nhận được học bổng thạc sĩ tại Pháp. Nhưng anh lại quyết định ở Việt Nam để góp nhặt những kinh nghiệm làm việc và lùi việc đi du học lại. Bên cạnh đó, Dennis Đặng còn dắt túi cho riêng mình một loạt những giải thưởng ấn tượng trong suốt quãng đời sinh viên như giải nhất giọng hát hay sinh viên 2011, gương mặt trẻ tài năng sinh viên 2012, top 5 nhiếp ảnh trẻ triển vọng 2013. Những ngày đầu bén duyên với nghệ thuật. Tuy được đào tạo bài bản về lĩnh vực ngân hàng, nhưng Dennis lại lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật và đã gây dựng được những dấu ấn nhất định ban đầu cho mình. Với khuôn mặt góc cạnh, cuốn hút cùng lợi thế chiều cao lý tưởng, anh chàng này thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo cũng như hình ảnh của các shop thời trang trong vai trò người mẫu. Sau đó, Dennis Đặng dần trở nên quen mặt với giới trẻ hơn thông qua những bức hình đẹp, độc lạ theo phong cách manipulation, một loại hình kết hợp giữa nhiếp ảnh và đồ họa. Trào lưu ảnh này khá nổi tiếng và phổ biến ở các nước Âu Mỹ, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn chưa được nhiều người biết đến và yêu thích. Lượt Instagram của Dennis sẽ thấy dấu vết của một thời anh từng mê mẩn sống ảo với những bức ảnh manip tự chế. Với tài năng và sự sáng tạo của mình, Dennis dần lấn sâu hơn vào con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp khi tham gia vào khâu sản xuất cho các MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Trong số đó có thể kể đến những MV nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích từ khán giả, như Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân, No Boyfriend của Hoàng Yến Chibi, v.v. Dennis tuy chỉ là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp, nhưng diễn xuất lại rất có hồn. Điều đó đã được chứng minh qua những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm phức tạp mà anh thể hiện trong các MV. Dennis không có ý định lấn sân làm ca sĩ, nhưng rất muốn được thử sức với một vai diễn trong phim điện ảnh. Anh hứa hẹn là đối thủ đáng gờm của nhiều nam diễn viên. Khi nhắc về cơ duyên với nghiệp diễn, Dennis cho biết đấy là cái duyên và may mắn của mình, nên anh chàng rất nghiêm túc và không ngừng nghiên cứu tìm tòi để trau dồi, nâng cao khả năng diễn xuất. Hơn thế nữa, diễn xuất cũng đóng một vai trò không nhỏ. Thông qua đó, anh có kỹ năng phân tích tâm lý nhân vật tốt hơn để có thể định hình tính cách nhân vật một cách hoàn thiện, từ đó xây dựng nên những kịch bản logic và có chiều sâu hơn cho các tác phẩm của mình. Từng bị cha mẹ từ mặt vì đi theo nghệ thuật. Dennis Đặng từng chia sẻ, ở thời điểm thôi học ngành tài chính, anh còn không biết rõ về khái niệm nghề creative, sáng tạo. Anh chỉ chắc chắn được bản thân phù hợp làm nghệ thuật hơn với các ngành kinh tế. Nhưng quyết định này hoàn toàn không được cha mẹ anh ủng hộ. Gia đình Dennis Đặng có truyền thống làm bác sĩ, nên bố anh vẫn mong muốn con trai mình theo ngành y. Anh cũng từng đỗ Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại thương. Thế nhưng, Dennis lại giấu gia đình, tự ý chuyển sang học ở Ngoại thương. Sau khi bị phát hiện không học trường y, bố đã từ mặt anh hơn một năm. Sau khi tốt nghiệp, Dennis không đi du học thạc sĩ và cũng không làm ngành tài chính. Việc này lại làm gia đình thất vọng lần hai. Bố mẹ một lần nữa từ mặt và buông lời mắng mỏ anh lông bông. Lúc đó, Dennis chỉ nghĩ rằng bản thân đã dành mười mấy năm để tôn trọng, lắng nghe và làm tròn bổn phận của đứa con ngoan của bố mẹ rồi. Bố mẹ muốn anh học giỏi thì đã học giỏi, muốn có bằng đại học xuất sắc thì cũng đã có rồi. Nhưng trong suốt những năm ấy, Dennis chưa từng được sống cho bản thân và chưa một lần thực sự cảm thấy đam mê trong việc mình làm.
bố mẹ từng cắt viện trợ và làm mọi cách để chi phối, buộc anh phải nghe lời. May là lúc đó, anh vẫn được gọi đi làm mẫu ảnh hay quay quảng cáo nên có nguồn thu, đủ sống cầm chừng trong lúc bị cắt viện trợ. Dennis từng nghĩ mình thích thời trang và định đi du học ngành này. Đúng lúc đó, Nguyễn Trần Trung Quân giới thiệu cho anh thử sức với bài Ghen. Đây cũng là cơ duyên đầu tiên dẫn anh đến với nghề Creative Director. Trường hợp của anh chính xác là nghề chọn người. Phù thủy đứng sau những MV triệu view. Nửa cuối năm 2018, cái tên Dennis Đặng xuất hiện khá dày trên các mặt báo với vai trò Creative Director, giám đốc sáng tạo của loạt MV hot trong V-pop. Ghen là tác phẩm đầu tay do chính Dennis Đặng nhào nặn và hơn cả mong đợi, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người xem đã tạo động lực rất lớn giúp anh tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của mình. Tác phẩm tiếp theo gây được tiếng vang lớn đó chính là MV Màu Nước Mắt do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện. Mang concept bí ẩn, ma mị nhưng cũng đầy cuốn hút, lồng ghép câu chuyện tình yêu không trọn vẹn. Các chi tiết có sự logic vừa tạo nên cao trào vừa gây sự cuốn hút đến cho khán giả. Đây là một trong những MV hiếm hoi xuất sắc miêu tả chủ đề tình yêu đồng giới cũng như phẫu thuật thẩm mỹ. Một motif quen thuộc nhưng không hề nhàm chán mà thực sự có sự khác biệt đầy kịch tính. Hay những MV như Trong Trí Nhớ Của Anh, Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi, Chị Ngả Em Nâng đều mang màu sắc đặc sắc nhưng hoàn toàn riêng biệt, không lẫn vào đâu dưới sự thêm thắt xây dựng tài tình của Dennis Đặng. Bên cạnh những lời tán dương về nội dung, bối cảnh MV đẹp mắt thì cũng có tác phẩm gây tranh cãi với hình ảnh nóng quá mức, cái đẹp, sự đầu tư công phu, màu sắc tươi sáng nhưng lại xen vào những thước phim gợi cảm như Mời Anh Vào Tim Em. Nhưng dưới góc nhìn nghệ thuật thì Dennis Đặng cho rằng những cảnh quay trong MV tôn lên vẻ đẹp, sự táo bạo một cách khéo léo, tinh tế. Tuy gợi cảm nhưng không hề gợi dục. Chúng khắc họa rõ nét tính cách nhân vật cũng như câu chuyện diễn ra trong MV. Đồng thời qua đó, truyền tải những thông điệp tích cực. Bên cạnh đó, trước những lời khen chê, tranh luận, chàng trai vui vẻ thừa nhận đó chính là những gì anh mong đợi. Buộc khán giả phải nhớ và quan tâm đến những sản phẩm do mình tạo ra. Thật sự gây được tiếng vang lớn, có lẽ không thể không nhắc đến MV Tự Tâm lên sóng vào tối ngày 28 tháng 10 năm 2019. Đây là tác phẩm tiếp theo thể hiện rõ nhất thương hiệu của Dennis Đặng. Tự Tâm là một sản phẩm cổ trang đam mỹ tràn ngập những hình ảnh biểu tượng, ẩn ý, nội dung gay cấn, xoắn não khán giả tới giây phút cuối cùng, đặt cho người xem nhiều thắc mắc phải xem đi xem lại vài lần để lý giải. Với Tự Tâm, Dennis Đặng đã tiến xa hơn, không chỉ giữ vai trò sau máy quay mà còn là một trong những nhân vật chính gây ấn tượng không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi lối diễn xuất rất có hồn dù chỉ là diễn viên tay ngang. Dennis trong vai Bạch Liên không ngần ngại thực hiện những cảnh quay đầy nóng bỏng, ướt át với Quỳnh Lương mà thậm chí là cả một nụ hôn đồng giới với Nguyễn Trần Trung Quân. Dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận chính sự táo bạo của Dennis đã khiến MV Tự Tâm trở nên vô cùng độc đáo và khác biệt. Phần 2 của Tự Tâm là canh 3. Một lần nữa, Dennis Đặng cho thấy sự táo bạo của mình. Vẫn là hình ảnh cổ trang như phần 1, nhưng ở MV lần này, anh đã mang cả hình ảnh đám cưới với người chết vào trong MV, khiến người xem thật sự rất sốc và cũng cảm thấy hào hứng, đã mắt với những diễn biến trong canh 3. Dennis Đặng đã từng thừa nhận, vì làm nghề thiên về sáng tạo nên anh thường có những ý tưởng thực sự táo bạo, vượt hẳn khỏi những quy chuẩn chung của xã hội Việt Nam. Dennis chỉ có thể gói gọn những ý tưởng điên rồ đó trong suy nghĩ, sau đó chất lọc lấy những gì tốt và tích cực nhất để làm sản phẩm. Những tình tiết được chọn ra là những điều anh tin sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Ở Dennis Đặng, chúng ta phải công nhận tài năng và sự sáng tạo không ngừng của anh khi dám nghĩ, dám làm, tạo nên các kịch bản khác lạ, đậm chất drama, mang đến sự mãn nhãn cho người xem trong cuộc chiến âm nhạc số hiện nay. Trong thời gian tới, chắc chắn Dennis Đặng sẽ còn nhiều sản phẩm khiến chúng ta bất ngờ nữa. Hãy cùng đón chờ nha!